Hoàng Lê Thiệt xin chào quý vị và tất cả các bạn nha. Tôi đang có mặt tại Quất Lâm Giao Thủy Nam Định, đến thăm nhà một người anh. Ở đây thì ngày hôm nay anh ấy có nói rằng là mới cắt sửa một số cây xanh, đặc biệt là có một cái cây xanh cổ, rất là cổ, rất quý. Đó. Thì bây giờ thì chúng ta đi vào xem cái nhà này và chiêm ngưỡng các cái tác phẩm anh ấy mới sửa nhá. Rất là quý. Từ Hà Nội về đây để ngắm cây thì quý vị biết rồi. Nay sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng ngắm. Nào, cùng theo chân Hoàng Lịch Thiệp nha. Một ngôi nhà rất là khang trang. Đấy. Cái này đã biết là đại gia rồi. Wow, rất tuyệt vời. Một dãy hồng, hoa hồng đẹp quá. Bây giờ xin mời cả nhà vào đây. Trong cái sân này thì có mấy cây thôi, nhưng mà đấy, cái cây xanh đẹp chưa. Bây giờ mời cả nhà vào đây ngắm nha. Đầu tiên thì chúng ta thấy là một cái cây xanh. Đấy, tôi hay gọi là cái thế của nó là thế trực. Cấu tạo của một cái năm cái thân. Hay cái này hay gọi là cái dáng là dáng ngũ lão giang đình. Đấy. Một cái xanh cổ. Già kinh khủng khiếp. Già, đặc biệt là cái vùng ở đây hay là cái cây này nó như vậy. Là chai mặt. Anh chủ không ra đây tí à? Xin chào ông em nhé. Chào, đây là anh Ánh nhỉ? Mình tên Ánh. Vâng. Anh tiếp tục giới thiệu về tác phẩm này được không anh ạ? Cái cây này là mình ngày xưa là mình cũng mua lại của một cái ông bác, ông ấy làm cái phòng giáo dục của huyện. Vâng. Một cái thời gian ngày xưa là chắc là cụ mang cụ chơi cũng đã thời gian đã lâu rồi. Thế xong bắt đầu mình mới đặt vấn đề với cụ để như vậy là cũng nhượng lại. Vâng. Cho mình được 3 năm. 3 năm à? Thì ngày xưa mình mua về thì nó nhỏ lắm, những cái thân này nó nhỏ lắm. Mình mua một thời gian là nó đã lớn rồi đấy này. Trước mình mua về kiểu cụ để lâu ngày không chăm ấy. Vâng. Tức là khi mà anh mua về nó cũng đã già, những cái tem nó nhiều. Nó thì nó già trắng này như này. Nó cũng như này luôn, nhưng mà mình về mình nuôi là nó cũng đã lớn rồi. Cũng nở ra nhiều rồi chứ. Nở ra nhiều. Và cái bệ này ngày xưa mình mang về nó sơ xác. Sơ xác. Kể cả những cái này thì kiểu cụ để lâu ngày không chăm ấy. Nó cũng phá bung bét ra đúng không? Nó không phải là phá mà nó gần như nó không nên được kiểu dạng như cấy đất nó chai. Nó chai nó lì. Thế xong quá trình về mình nuôi hơn 2 năm, gần 3 năm rồi đấy. Vâng. Vì thực tế là cái cây già này nó phát triển nó cũng hơi chậm. Cho nên là mình cũng là chăm chút đấy. Thì nó mới được cái ngày hôm nay đấy. Cái này nó cao khoảng bao nhiêu anh? Từ tính từ cái mép chậu lên. Tầm khoảng cỡ 1m3. Nếu mà từ mặt chậu lên. Mét 3 đổ về thôi. 1m3. Thế quá trình về là anh có sửa tác động gì về mặt vật lý các cái vị trí mình, bông không? Mình chỉ có để nguyên như này, những cái ví dụ như cái chi nó thô quá thì mình bỏ đi thôi. Mình lấy những cái nét thanh nó ra thôi. Cái cách đơn giản của những cây cổ là đến. Lọc bớt chi. Mình cũng không có một cắt tác động nặng gì cả. Chỉ có bỏ những cái chi nó thôi này. Mình lấy cái chi thanh này ra này. Rồi. Tức là mình lọc bớt chi và sửa lại cái răm đúng không? Thăm tàn cho nó dày quá mình bỏ bớt. Vì cái thời gian mà cụ chơi là nó để thời gian nó dài mà cũng không chỉnh sửa gì nhiều ấy. Cho nên nhiều những nét nó đã bị thô. Ví dụ như cái chỗ này tại sao anh vẫn đang để cái này là nó mình muốn ra? Nuôi cho cái
cái tay dưới nó khỏe, vì thực tế là cái tay dưới này đều nó đang hơi nhỏ. Ừ. Mình muốn nuôi cho nó khỏe để nó sau này có thể nó bật những mầm này, mình nuôi thì cái cổ tay nó lớn một chút. Ừ. Cho nó nở. Ý đồ của mình là như thế. Còn cái này để cho nó rút thôi. Để cho cái bông này ấy, cái răm này nó tương đối như cái răm này. Ừ. Đấy. Nó tương đối hơn luôn đấy, hơn những cái răm thứ hai, bông thứ hai. Ừ. Đây, già kinh khủng. Già. Cái mặt đấy. Kia nó mới đẹp, mặt kia nó mới là mặt già, nó sụn. Đúng rồi. Thế thì em quay sang cái mặt kia, mặt kia sụn hơn. Đây, di chuyển máy sang bên này. Mặt bên này, mặt này nó xong đấy. Sang đây để ngắm được cái bệ chỗ này, nếu mà sau nuôi thời gian nữa chỗ nào nó cũng nhuyễn như thế này. Được rồi, nó sẽ nhũn như này. Thì quá cái này nó phải có thời gian. Kinh khủng. Thực ra thì cái cây nó phát triển thì nó khó, đồng đều nó hơi khó, cây nào cũng thế thôi. Nó sẽ được một chỗ nào đó. Chứ còn nếu mà nó hoàn hảo thì mà... khó. Nó hoàn hảo, thực sự hoàn hảo thì khó. Về cơ bản thì cái bệ mình như này là cũng tương đối là ổn rồi. Chỉ nuôi thời gian, thực ra là cái tốc độ phát triển của cái rễ thì nó bao giờ nó cũng nhanh hơn là cái thân. Với lại mình nên là mình không sợ. Thực sự nó lâu, thời gian nó không phải là ngày 1 ngày 2 mà bây giờ một số anh em nó nuôi công nghiệp ấy thì nó cho cái đất xong nó cho cái phần lợn khô ấy. Ừ. Nó nhanh, nhưng mà mình thì mình chơi đây mình không cần thiết. Chơi mình nên cứ để cho nó già thôi. Theo 5 tháng cho nó kham khổ thì cây nó mới đanh đúng không? Mình không ép giữ form nó lâu. Còn bây giờ mình nuôi nở ra thì nó cái thân béo. Này nhá, nó 5 thân nhưng cái thân này của nó là đã hoàn thiện rồi. Những cái gọng này là mình đã mặc định ở đây. Em chưa? Đấy mình mặc định từ đây. Còn như cái thằng này là mình cũng phải nuôi tiếp. Vì đây mẹ em cứ nghĩ tính nó đơn giản như đây nó là hoàn thiện rồi thì cái thằng này nó phải to gấp rưỡi nhỉ. Thì bắt đầu rồi cây nó với chín. Đúng rồi. Các cái tay dưới là mình sẽ to hơn tay trên. Thì cái thằng này mình sẽ mặc định là nó đã xong cây. Em chưa? Còn những cái thằng này là mình cứ phải vẫn tiến hành mình nuôi. Rồi, ok. Đấy cái ý đồ là thế. Và trong này ngắm thêm. Ngắm thêm ở cái mặt này cũng rất là đẹp. Đấy, bệ này rất là nhũn. Đấy này, già nhũn khủng khiếp này. À, những cái cây xanh cổ thì chúng ta thấy là nó vẫn có những cái đường nét mà cây thể hiện cái giá trị thời gian 5 tháng rất là rõ. À, trên những cái chi tiết cổ, chi tiết tay chi, đặc biệt là cái thân của nó. Cây này thì cấu tạo gốc nguyên bản của nó thì có lẽ là một cái cây xanh 8 tầng. Thế đây là thể hiện là một cái vết cắt đây. Thì sau đấy thì là các cụ nuôi chuyển cái thân này lên. Đây. Rồi cái chỗ này là cái chỗ mà anh ạ, trong cây này em thích nhất cái nét này. Cái nét nó sụn nu này, nét sụn này. Cái thời gian mà, cái đấy là cái thời gian đấy. Nó thời gian này. Đấy, cái này là cái sụn của thời gian. Đấy, rất thích. Cái nó sụn. Chứ cái cổ này thì được cái nó nhàn. Mà. Nếu như mình làm, thời gian làm thì nó nhanh lắm. Nó có một cái, hiện nay thì xu hướng chơi cây nó cũng có thay đổi nhiều. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nhìn lại những cây xanh cổ thì vẫn có những cái cảm xúc nó rất đặc biệt. Thực sự là như thế. Nên là em nghĩ là cổ nhưng nó vẫn trường tồn với thời gian. Phải thật sự thế hệ nào thì ngắm vẫn cứ thích. Cái nối chơi cây cổ này thì các cụ đã chơi từ ngày xưa thì nói thực lòng với chú là hiện tại đến bây giờ rất nhiều anh em ưa thích. À. Mà rồi kể cả những cái tầng lớp mà những cái người 50-60 tuổi này càng thích nữa. Đúng rồi. Như kiểu nó đi theo 5 tháng này. Theo 5 tháng. Đi theo một cái cần như vậy mình nhiễm cái lối chơi này rồi. Bây giờ nó nhìn thấy cây cổ thấy thích này. Riêng đã nhìn thấy cây cổ thấy thích. Ừ. Anh Ánh thì cũng thích chơi đấy nhưng mà vẫn thích bán. Mà cả nhà cứ ngắm rồi thích thì lại mua. Bán thì... Bán. Ai chả thích đúng không? Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ ngắm một cái cây này rất đẹp này. Dáng của này phiêu. Dáng của nó phiêu. Đấy, cây này là một trong những cây mà tôi khi bước chân vào cái vườn này tôi thấy ấn tượng.
rất là ấn tượng đối với một cái cây cũng tương đối là hoàn thiện. Có thể là một thời gian trước hoàn thiện rồi nhưng mà anh chỉnh lại. Đây là một trong những cây mà khi mình bước vào đây tôi rất là ấn tượng. Bởi vì cái đường nét cái cây này, đặc biệt là cái đường thân nó chạy cực kỳ là đẹp. Đấy, nó chạy lên đây, văng ra đây. Nó quắt về nó đảo vào thân rồi, nó văng lên đằng sau cuộn lên. Tạo ra một cái đường nét tính nghệ thuật rất là cao. Mà tạo ra cái bông cây rồi. Con này dáng nó kiêu. Dáng rất là kiêu, đặc biệt là cái cây phóng. Nhìn nó một cái gì đấy. Cái này là anh cắt giật để đây. Cắt giật. Đây có một cái điểm cắt truyền. Rồi ở đây văng và chạy ra cái bông này. Cái điều đường chạy của cái này cũng rất là đẹp này. Không phải nhất thiết là chúng ta cứ phải cắt giật cách nó rụt rịt quá, mà tôi thì nghĩ rằng là nó cứ đến một cái điểm nào đó mình cần thiết mà mình uốn ấy, thì cái đường uốn bao giờ nó mềm hơn là cái đường giật rất nhiều. Giật là về mặt bản chất là các cái khẩu nó quá ngắn, nó không đủ để mà nó làm cho mềm. Thế nên cái nét như này là thể hiện những cái nét cổ kính kiểu mà nó lại tạo ra cái sự kiêu trong cái cây. Và nếu mà cứ rụt, một là làm nó quá lâu. Đúng. Đấy, hai là chưa chắc nó đã mềm bằng đường chuyển này. Chỗ nào mình cần giật thì giật, còn chỗ nào mình cần uốn là mình uốn. Nghĩa là đấy là cái cách mà làm cây nó hợp lý hơn. Hai cái cành có kiểu ngày xưa đây này, các uốn ấy là bắt đầu nó dính vào nhau đấy, uốn dính vào nhau đấy, dính chỗ này luôn, biến nó dính biến hóa tạo ra. Đây là một cái cây tự rất là yêu khác biệt. Chỗ này thì các bạn đang định dựng thêm một cái bông phía này nữa, nó dựng bông nhỏ này cho nó ấm. Rồi thì cây này cũng tương đối là hoàn chỉnh, để cho một cái không gian ở cái bông phía này nữa thì tỷ lệ đấy. Chứ bây giờ nhìn một số anh em cũng cắt đi hẳn như thế này làm lại thì nó ra một thời gian sau có thể là làm bông tay nó đẹp hơn nhưng mà nó non lắm, mình nó không bao giờ nó bắt nhịp với cả không, mình kiểu một cái đoạn này nó đang già này bỏ đi, tất nhiên là nhìn nó hơi khô một chút nhưng mà nó vẫn cứ ưa mắt. Nhưng mà nếu mà ông cắt đi hẳn từ đây đi có hát rồi nó làm cái chút nó kiểu nó xuống xuống như thế này nhưng mà mình cảm giác không thích. Đối với những cái cây như thế này thật sự luôn là để nói về việc tác động mạnh tay ở đây như thế nào đấy thì không cần thiết. Cứ để như thế này mình phải chơi nét vừa cổ. Thì cái bộ gọng này là tính ra nó phải tầm 14 năm rồi, vâng. Chứ không phải thời gian ngắn, 14 năm rồi đấy. Trong cây này có rất nhiều có cái đường nét khó, đường nét rất là đẹp, như những đường chuyển này, nó văng xuống hồi lên một chút, nó lại đảo lên đây, đấy. Văng bông tạo ra một cái bố chỗ này. Nếu thường là nếu mà làm tóc thì có thể ra cái là các cái chi ra cái là mình bông, cái này tạo ra một cái đường chạy. Lên bông, đây là một cái sự sáng tạo đặc biệt của cây này. Đấy. Năm quay tổng giá xung quanh này cho mình. Dưới là chưa đi,
suối Cành Thở bây giờ nó hơi khó nhìn một tí, nhưng mà sau nó có những cái vấu đẹp. Góc view này mình nhìn dưới lên trên nhìn thích nhỉ. Nhìn có vẻ có cái gì đẹp, có vẻ cổ kính, cổ kính. Nhưng mà nó lại khá là nghệ thuật. Đá một chút đường đại trong này trông rất kiều. Xanh rất là đẹp. Cái kiểu này trong anh em miền Nam nó hay làm cái kiểu này. Kiểu dạng kiểu khi vừa bước vào cửa cái này tôi hỏi anh Ánh cái này bao tiền nha. Khả năng là sẽ mua cái này, ai mua nhanh thì còn kịp nhé. Để chuyển về Hà Nội chơi. Nếu chú thích thì lấy để chơi. À, không có nhường cho quý vị anh em khán giả trước, không phải đi đâu ông Thiệp cũng vơ hết rồi. Tay đỏ. Trở thành tay đỏ. Thế thì này. Mất hay mà biết rồi tiếp theo chúng ta nắm thêm bộ đôi. Cái này là cái gọi là như anh gọi là gì nhỉ, phu thê. Nó là cái đúng cái tích nguyên cổ của các cụ ngày xưa làm nghề, người ta đặt người ta có một cái con tử bên cạnh mà ta gọi là phu thê sinh quý tử, hai thân là hai thân rực và một cái tử trong này. Nhìn vậy bây giờ cây vậy đang hiện lắm, càng rộng cái này nó cao 1 mét, đây là con này tầm khoảng 1m6. Cây đang rất là rộng, xoay qua cái bệ. Con này có không gian to, không gian to thì chơi thì đẹp. Vì nhà mình để đến nó hơi chật. Bệ bên kia đẹp lắm, thiên nhiên. Vì con này nó hoàn thiện hết rồi, đâu gì được này mình chưa sửa. Cái này nó cũng phải một sớm một chiều làm xong thì nó phải một thời gian nó rất là hay này. Wow, nó rộng nhỉ anh nhỉ? Vậy sao? Nó rộng tầm khoảng 1m2. Nếu mà thành cây nó phải ra tầm 1m3. Nếu mà thành cây cái chiều rộng nó ra 1m3. Cái này thì vẫn còn đang phải nuôi tiếp. Ôi cái này còn nuôi, anh tính nuôi một con phôi nó phải nuôi thành một con phôi nó phải như vậy là thời gian nó dài đấy. Thì mình đang là tương lai là những cái thằng này mình để nó to rồi nuôi rút tiếp, nuôi rút tiếp trụ nó nở tung là nguồn nó phải to gấp này. Cái trụ này nó phải to gấp đôi này và nó hóa hết tất cả những cái điểm đúng rồi. Cái trụ này nó phải to gấp đôi thì nó mới xứng đáng với cái tay hai bên của nó này. Rồi vì cái thằng tấn tầng này anh cũng xem rất nhiều, nhưng mà để mà có một cái tay nó hóa của này gần như là cũng ít lắm, quá ít luôn. Cây này là nó có cái sự biến hóa rất là lớn, rất là khó hóa, khó cao. Đây nó hóa được mà nó văng được lên những cái nu này thì thực tế đang mà nói là người ta thường thường người ta đục nhiều, nhưng mà cây này ít, rất ít, riêng cái nó tầng này rất ít đục, ít tác động, nó gần như là cây liền, nó không có tác động nhiều. Cái cốt tán tầng rất lực, rất là to. Ngày xưa rộng đến tán này phải rộng đến những mét. Đúng rồi, khi mình mua về nó tùm, mình tháo là nhiều đấy. Tức là anh mua về là cũng đã cắt cơ bản rồi. Đúng rồi. Xong về thì anh cũng làm thêm. Đúng rồi. Tác động kỹ thuật để cho nó mềm mại.
cái này thì cái hệ thống vòng tay của nó gần như là xong hết, chỉ mình mặc định hết, tức là gọi là định hướng xong, định hướng này. Chỉ còn thời gian nó thôi để mình diễn, mình vừa làm mình vừa nuôi cái thằng này, còn cái những cái tay bốn vòng quanh thì gần như nó đã mặc định, chỉ có nó còn có một thằng này nó hơi yếu, cái trụ của này nó hơi yếu, mình nuôi thêm thì ra có cái tay trên của nó xong hết rồi. Tay bốn tay trên của nó là xong hết. Cái chốt 8 tầng rất tiềm năng, rồi anh em chén thôi. Đúng xu hướng bây giờ ấy, đầm đùn. Đầm đùn mà méo mó đúng không? Cần quang quật. Méo mó cùng bản rồi. Đấy, đúng là đầm đùn. Méo mó quang quật. Mình đi cho cả nhà xem. Hôm nay cho em 5 phạm. Idol. 5 phạm cầm máy quay phim. Rất là tuyệt vời. Sắp tới là cho đi phụ việc nhá Nam nhá. Dạ vâng anh. Rồi bây giờ thì tiếp tục mời cả nhà đi ngắm một cái cây